Hello các bạn ơi, trả lời vlog Thắng miền Tây. Bữa nay mình có mặt trên clip trồng củ lùng nha các bạn. Mời các bạn xem coi anh em ở đây đào củ lùng ra sao nha các bạn. Đây mình đang coi anh em đang lựa củ lùng và đào củ lùng nè các bạn. Để cho mình biết các bạn thường ăn củ lùng chứ có nhiều người cũng không có biết cái cây củ lùng nó ra sao. Để cho mình cho mấy người sẽ xem cây củ lùng ra sao nha các bạn, cách đào ra sao nha. Mời các bạn. Đây là một clip củ lùng nè các bạn. Anh em đang chuẩn bị đào nha. Đây một clip củ lùng nè các bạn. Mời các bạn xem cây củ lùng ra sao nha các bạn. Và anh em đang đào đang đó các bạn. Đây một clip củ lùng quá lớn luôn các bạn ơi. Mình sẽ đi tới mời các bạn xem mấy cô mấy bác này đang lựa củ lùng nha các bạn. Đây củ lùng vậy nè các bạn, miên đùm luôn. Cái này người ta chưa lạc nha các bạn, rất rất trúng các bạn ơi. Củ lùng này nó chịu đất cát thôi các bạn. Đây quá đã luôn các bạn ơi, miên đùm vậy đó các bạn, quá trời trúng rồi các bạn ơi. Đây cây củ lùng vậy nè các bạn, thấy khi nào mà cái cây nó héo như vậy đó mấy là một năm lần các bạn, một năm mấy là người ta thu hoạch một lần các bạn. Đây đây cái cây nó chết cây như vậy đó các bạn, người ta cắt lá ra người ta đào. Đây củ lùng đó các bạn ơi, quá sai trái, quá sai cũ, cầm trái cận cảnh cho các bạn xem nè. Để chút nữa mình lên mua cô ấy mình hỏi một ký bao nhiêu nha các bạn. Đây mấy cô này đang lạc, đây lạc vô gỗ nữa các bạn. Rất cực khổ các bạn ơi, một năm mới thu hoạch lần nữa các bạn. Ở đây cũng rất nắng nữa các bạn. Đây cô đang lựa đây các bạn, củ lùng vậy đó. Đây ở đây cũng có hai hoài về nước nữa nè các bạn. Cây lùng thu hoạch là nó lá nó rụi hết vậy nè các bạn. Đây vậy là tới mùa thu hoạch nha các bạn, một năm thu hoạch một lần đó các bạn. Chiếu cận cảnh cho các bạn xem cây lùng ra sao nha. Giác vô đang giác vô các bạn, ở đây cũng rất gió, anh em đang ấy xong rồi là nhổ lên nữa các bạn, nhổ lên miên bụi gì. Cái này
đã nhổ lên xong nè, mà cái này đã nhổ lên xong mà chưa có lấy ý đất ra đó các bạn ơi. Cái này rất chịu đất cát các bạn, quá cũ à. Ở trên lộ đó cũng có dài cô bác trời bác cũ lùng các bạn. Chứ dài dài đẳng có 2-3 cái trời các bạn. Anh em đang ngồi nghỉ mệt các bạn ơi, để hồi anh em nhổ lên mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đó, người ta dùng quầy dừa nước người ta đập vậy đó các bạn, đặng cho cát nó văng ra các bạn. Cái này cũng sáng tạo dữ nha. Đây dùng quầy dừa nước đó, dột xuống vậy đó các bạn, rồi nó văng ra là củ lùng như vậy nè. Rồi ai lạc thì lạc, nam thì đào, nữ thì lạc các bạn. Coi kìa, quá trời trúng luôn các bạn ơi. Vậy mà mấy ảnh nói là mùa này không mấy gì trúng nữa đó các bạn. Đây coi củ nè các bạn, đó củ lùng như vậy đó các bạn. Cách lấy củ lùng như vậy đó, đập vô cái buồng dừa nước cho nó gã ba cái đất cát ra đó các bạn. Bên đây này có, bên đây cũng có chú này đang đập thế này các bạn. Rất sáng tạo các bạn ạ. Nãy mình mới lại mình cũng biết buồn về nước để làm gì, mình mới tìm hiểu được như vậy đó các bạn. Đây buồn về nước này các bạn đó, có chú nó đang nhổ lên đập xuống vậy đó các bạn, cho nó văng ra đó, văng nó cát ra, quá đã các bạn ạ. Lần đầu tiên mình mới thấy luôn các bạn. Lên nè mình mua vài ký để hỏi ký nhiêu nha các bạn. Mê quá các bạn, quá trời cũ. Ở đây hơi gió nó hơi hú các bạn thông cảm nha. Lộn rồi các bạn, mình đập, người ta đập rồi. Ký nha các bạn, mời các bạn theo mình để hỏi cô chủ coi ký nhiêu nha các bạn. Mình sẽ mua củ lùng tiết cô dài ký các bạn. Củ lùng này ký nhiêu vậy cô? Đúng á, đúng 12, 2 ký 25 là đúng á. Cái này 12 các bạn, 2 ký 25. Rồi củ lớn này? Củ lớn 25 ký. 25 ký hả? Cô cần cho con 2 ký đây. Mình mua 2 ký các bạn ơi, ký 25 ngàn này các bạn. Rất ngon, rất bự các bạn, cái này lựa rồi đó các bạn. Anh em xem thử. Hốt đại thôi.
đủ chưa? Chưa khánh con. Đủ chưa? Chắc đủ rồi. Bây giờ clip tới đây kết thúc, các bạn xem thấy hay cho mình ủng hộ cho mình một like, một share và một đăng ký nha các bạn. Xin chúc các bạn một cái Tết thật tràn đầy vui vẻ và mừng ăn ước gì được đó nha các bạn.